Làm gì tối thui à, cô Tư? Làm gì tối thui không bỏ đèn lên cô? có chị Sưng á, chị Sưng Nguyễn á, chị gửi 200 mua trái cây với 500 ấy mà con thấy trái cây mới mua rồi, hồi con gửi cô từ 700 luôn. Cô Sưng Nguyễn dạ, cô Sưng Nguyễn. Hai nhà mặt gia đình cảm ơn Sưng Nguyễn. Dạ, cô ít lòng nhiều nha cô Tư. Trời ơi, giờ 100 cũng quý nữa chứ đâu ha. Dạ. Mấy đứa nhỏ đi qua bà nó ôm mộ bà đó luôn. Thấy bao? Thấy bao? Chưa gắn hình ba phải không? Nãy mới gắn lên mình nó tuột lên tuột xuống đúng rồi. Cái gắn thì chắc hơi thấy trời nắng mới được. Trời nắng rồi mới ấy hộ được. Rồi, chuẩn bị đi mua mua rồi. Cảm ơn. Đi mua búp bê nữa nè, hứa lỡ hứa rồi. Mê đồ chứ Phong hoài, chứ Phong có tiền á. Chú Phong hứa rồi nè. Chú Phong đang quéo luôn. Hứa rồi nói thôi đi. Nhảy mất mí đi chú Phong luôn. Rồi đòi hoài chú Phong. Bình ngoại có giống như muốn nuôi mấy đứa nhỏ rồi. Cô Tư định cho mấy đứa về quéo không? Không đâu. Bà dạ. Ngoại giờ ngoại già, ngoại bệnh hoạn người cậu cần phải vợ con. Dạ. À, con chạy xe con không biết hoàn cảnh ngoại sao mà thấy gì đâu mà ngoại làm ăn gì đâu khó khăn chứ hả cô? Bây giờ mình nó... Dạ, giờ cô không mình biết có sao. Út mà nuôi ngoại rồi vợ con đồ. Chắc không yeah. có bảo bọc được đâu. Dạ, yeah. Nếu mà bà ngoại với mấy cậu Út gì ngoại là muốn nuôi là cô Tư cũng không có để. Dạ không. Mắm muối gì không cũng dán hả cô Tư? Dán, chứ giờ sao nó đeo mình đâu nở rứt ra đâu. Dạ. Dù sao cũng ruột thịt cũng ngoại. Mấy bát đồ mà giờ yeah. nó đeo cô Tư. Hồi nãy cũng mới đăng cái clip mà cũng phỏng vấn cô Tư là cô Tư buồn mà khán giả nói cô Tư vậy đó. Bây giờ quá trời cô bác nói cô Tư cũng dán đi. Kệ mấy bình luận, mấy cái người khán giả đó người ta đâu có cho tiền hoặc là đâu phải mạnh thường quân đâu. Thì cô Tư đừng có quan tâm quá và buồn nữa. Nó mất cái sức khỏe. Nghe thấy thối chí luôn, không có muốn làm, em không có muốn tự nủ luôn á. Dạ. Bất mãn luôn á. Chưa gì mà đi kết án mình nghĩ tự thấy dạ. nó buồn. Ê, nuôi một cái đứa nhỏ, đã một đứa thôi mà tới 18 tuổi là cũng vất vả. Rồi ăn uống rồi cơm áo gạo tiền đủ thứ sinh hoạt này kia nữa. Dạ chứ con nói thẳng luôn á, giống như mà nuôi mà bình thường không sao mà lỡ mà nó té ngã gì cái là đó. Mình cũng mang họa mang tiếng nữa. Đủ thứ chuyện hết. Ngoại kìa nói nha, trời ơi Tư thương thì Tư dạy gầy nó không nghe Tư giật đánh đó. Cái nó trời giờ con cộng đồng mạng nó hở dạ. Mà sơ sơ trước cái người ta cũng nói con dạ. Này kia lên án. Lỡ mà thương mà dạy dỗ mà đánh khẽ nó cái là cô bác trong khi con cũng cái có... mình chứ ra không sao à. Dạ mỗi người mỗi ý cũng khác nhau nữa. Con nít thì đứa nào nó cũng ngổ nghịch dạ. Đôi lúc giận thì có một hai cây chứ mà lẽ mình quấn để sẹo hay là quấn cho chết hay sao mấy dạ. Nó lớn phải dạy dỗ răng đe nó như à, sáng vô bà ngoại hình như bà ngoại cũng có muốn gửi ít quà cho gia đình ba đứa nhỏ phải không cô Tư? À, xin dưỡng không nói cho những thôi thì bác cũng bệnh hoạn đó dạ dạ rồi để tiền đó lại khi mà bác có à. Đau bệnh thì cũng có tiền mà tại chữa. Như bà ngoại gửi cho mấy bé là phụ cô Tư là hình như 10 triệu không? 10 triệu. Dạ. Mà cô Tư thấy bác bà ngoại cũng bệnh hoạn, cô Tư không có lấy. Không lấy. Dạ. Rồi bác nó cũng nhát nhát, người Út cũng vậy, nó dạ. Ít làm người cũng như đây không có đủ nhiều hết trơn á. Dạ. Rồi chị nhận đi để lo cho mấy cháu. Rồi cái chị mới nói là cô mới nói là thôi bác cũng bệnh vậy đó. Bác vô thăm cháu với thắp hương cho anh là cũng quý rồi. Dạ, con không biết lời nào mà diễn tả luôn á. Thấy cô Tư, thấy bác vậy, bác vô nói gì, nói chung á là chuyện gì ra chuyện đó thì cô Tư xử lý một cách nó vung tròn hết nè. Thì bác trong ngoài ngoại lặn lội vô thì cũng có gửi 10 triệu để phụ cô Tư để nuôi dưỡng mấy đứa nhỏ. Nhưng mà cô Tư thấy bác ngoại cũng khó khăn á, thì cô Tư cũng không có lấy nữa. Bác cũng bệnh hoạn rồi tiền thuốc tuần này tuần kia rồi bác cũng nói hoài ngày nào cũng uống thuốc. Dạ. Bây giờ bà ngoại mà muốn nuôi một hai đứa cô Tư cũng không có chịu luôn. Không. Không nói vậy thôi chứ bà ngoại chưa có mở lời, có mở lời chưa cô Tư? Chưa, nhưng mà ngoại nói ngoại bệnh hoạn vậy đó. Dạ. Út thì hai đứa con. Nói vậy chắc mình cũng biết rồi. Dạ. Nói chung đứa nào cũng không chịu đi hết trơn á. Dạ. Để ra đứng ngô mộ khóc quá trời. Tư không à. Dạ. Ok.
nội ngoại mình vui vẻ vậy, nó mình cũng cảm thấy cái thoải mái. Anh cũng mất rồi. Dạ. Thì còn chuyện mà bãi nại hay không thì tới chuyện đó thì tính chứ giờ. Dạ. Cho chỉ cải tạo tốt và chỉ mãn hạn là chỉ ra thôi. Dạ. Chứ bãi nại chắc cũng không bãi nại đâu. Dạ, chắc cũng không bãi nại. Dạ. Cũng thích muốn cho bãi nại cho chỉ ra sớm con cái gì đó. Mà giờ nói mình thì cũng hoang mang. Dạ. Bác gái qua này có nói vấn đề bãi nại không cô? Không, Út với bác gái nói thì cái đó ăn thua bên gia đình bên đây. Dạ dạ, chứ cô không chứ dám nói. Không dám nói. Như bác cũng nói là chỉ bệnh hoạn vậy đó. Rồi không biết sợ chết trong tù chứ không có ra được đâu. Ra chừng dữ lắm 2-3 năm là cũng chết tổng à. Nói chỉ bị ung thư này kia nọ. Ồ, lúc mà ở nhà là cô đó bị bệnh hả cô Tư? À, thì mới nghe bác nói đi thôi. Chứ cái đợt mà chị đi dắt nhỏ đi năm mấy vậy á là chị nói là chị tôi có bệnh, tôi bệnh ung thư, tôi bệnh nặng lắm mà cũng không có biết là bệnh gì, chị nói vậy thôi. Dạ. Ngày nay bác vô thì nói ung thư thì có. Dạ. Vậy là vợ chú Triều nói là cô đó là bị, cô đang trong tù là bị ung thư. Ung thư. Dạ. Ung thư giai đoạn cuối. Dạ. Nói, bác sĩ nói có muốn ăn gì thì cho ăn đi, không có cử kia gì hết. Là chỉ có nghe một phía bên đó thôi, chứ chưa biết phía bên ngoại thôi. Dạ. Thôi con cô Tư coi cái nồi ấy, con cứ trò chuyện cô Tư giống như người trong nhà thôi chứ không có, không phải mà thấy con đang trực tiếp trò chuyện hoặc là con ghi hình thì cô Tư đừng có ngại, tại con biết mà cái công việc nó lu bu đủ thứ á. Nhiều khi có cả ngày không ăn cơm luôn á. Dạ. Lây quay mấy nhỏ làm xong gì cô Tư dính đó. Làm gì mà cái đầu nó búi rùi hết nè. Chính ba đất cát lum la. Chắc mới gửi cái ly hương ấy xuống á, gửi cái bàn thờ, gửi mấy cái tượng á. Dạ. Rồi chứ không để không nên. Anh ấy làm như da ngoại dán cái hình làm như chú không cho về vậy á, tuột lên tuột xuống rồi. Ông buồn á. Buồn. Dài ông thấy vui rồi gì ông buồn á, không cho dạ. Về đó. Từ chưa thấy đâu mấy đứa nhỏ già nó đòi cởi áo và nó lao, sợ ba nó ướt. Sợ ba nó lạnh. Lắm. Dạ. Nó đòi chụp hình ba, nó ba cười lên đi con chụp hình. Dạ. Yeah. Nó kêu ba nó cười lên chụp hình. Không biết có cái người là người em kết nghĩa gì của chú Triều á, gửi quá trời hình ảnh lúc mà chú còn sống qua con nè, con chưa có đăng á. Quá trời hình luôn á. Nhiều người lắm. Như có bạn ở bên mấy cháu bên Canada á, yeah, nhưng yeah. Kết nghĩa thôi chứ không có ruột thịt gì hết. Nhưng mà cũng có gửi hình qua đây nhiều. Mình ta nghe thấy đăng lên á cô. Người ta mới biết là chú mất. Trời ơi, thật sự là người ta chỉ là một cái người bạn thôi nhưng mà người ta quý quý là ở chú là cái chân thật, thật thà lắm. Thật thà. Nói chung ổng là giờ nó đi tới đâu nó là bằng không có ai mà chê ổng cái lời nào hết trơn. À. Vừa hiền mà vừa thật thà. Dạ. Cứ chăm sóc cho gia đình vậy đó. Nói chuyện cứ hì ai nói đúng nói sai cứ hì xong rồi cười ra cho qua. Hả, sáng vợ chồng cái gỗ cái ra quán. Dạ. Quán đang ngủ cà phê đang kiếm tài. Chạy. Dạ. Chứ không ở nhà mà để mà gây. Mỗi lần ấy xách xe đi đó mà giờ cũng tránh cũng hỏi. Thôi không biết cái số tới đó là nó đã ổng càng lên, rồi. Ổng trả nợ như đó rồi hết rồi ổng đi. Dạ. Chung ổng lên để ổng trả nợ á. Con chưa thấy mà mấy đứa con bình thường nó mến mẹ lắm mà sao nó ổng nào mến mẹ. Nó mến cha quá luôn. Trời. Thấy chú Phong với chú Xuân Dũng là coi như là ba thứ hai của nó mừng vậy đó. Yeah. Mừng ba đó làm sao thì mừng hai người vậy đó. Yeah. Đi đâu mà làm gì cũng nhớ nó hoài, bởi vậy lâu lâu cũng điện cô Tư hoài. Trong khi không có mặt ở dưới đây cũng điện. Nói chung là cũng còn quà nữa nhưng mà cũng để từ từ. Tại vì mỗi lần đi xuống á, có cô bác á bình luận nói Phong Nguyễn đi có giúp được gì đâu mà sao xuống hoài. Tại bởi vậy cô bác những cái lúc mà trao quà trao tiền á thì cô bác đâu có thấy đâu. Thì cũng từ từ chứ ra. Đâu phải mà lên mà có liền. Dạ. Chứ cũng có dịp mới ghé thôi chứ xa xôi. Dạ. Mà nói chung ra mấy cháu cũng còn lâu dài. Dạ. Thì để từ từ cũng được nhưng mà đâu phải cần thấy gấp. Dạ. Vậy cái một cái hoàn cảnh đó nhầm khi là quay không có duyên hoặc là chưa có duyên cái mạnh hùng quân nào đó nhưng mà quay nhiều lần thì cô bác khác đó, xem thì biết thì giúp dỗ ủng hộ chứ phải đang. Dạ. Lên mà có liền. Cái này còn lâu, tới 18 tuổi đâu phải là chuyện dễ đâu. Giờ nhờ Phong Nguyễn Xuân Dũng tới lưu thường thôi chứ giờ đâu còn ai nữa đâu. Dạ. Hai điện cô Tư kìa, cô Tư nghe cô đi. Ok.
tôi đang nấu cơm. À, mấy đứa nhỏ trên phía trước bây giờ nuôi một cái đứa nhỏ mà ông bà cô bác mà có những đứa trẻ nhỏ trong gia đình á, trời nó hiếu động, nó đụng cái này đụng cái kia nó lôi ra chịu không nổi luôn á. Nó chi là ở con nít rồi nó thích cái gì hay là cái gì mà chưa làm được nó đòi muốn xúc cái quần luôn á. Nãy lỡ hứa búp bê chú phải chở đi mua. Nên là qua cuộc trò chuyện hồi nãy giờ là cô Tư cũng quyết định, quyết tâm là cũng giữ nuôi ba đứa trẻ chứ không có chia cắt cái tình cảm. Mặc dù là những lời nói của bên ngoài là chưa có mở lời mà để nuôi. Rồi bên ngoài vô thì hôm qua là cũng đã, hôm qua là tối có đi tới hả cô Tư? Ngoại qua hồi 2-3 giờ trưa hôm qua. 2-3 giờ trưa hôm qua là vô là cũng có thiện chí gắn nối tình cảm ngoại nội, cũng có gửi tiền nhưng mà cô Tư thấy bên ngoài là cũng bà ngoại là cũng bệnh lên bệnh xuống á, đi vô là cũng vất vả khó khăn gì đó nên là gửi 10 triệu nhưng mà cô Tư ở đây là cũng không có nhận, không phải là không nhận là cắt đứt tình cảm nhưng mà cái đó là cái sự mà giống như mà thấy ông bà ngoại làm ăn cũng khó khăn và bên cạnh đó là bà ngoại cũng bệnh tật á, thì bệnh lên bệnh xuống như vậy á nên cô Tư là không có muốn nhận thôi, chứ mà tình cảm lúc nào cũng vẫn vậy à, ai làm sai thì người đó chịu trước pháp luật, còn những người còn sống thì lúc nào cũng tình cảm dung hòa trọn vẹn cho nhau hết. Có khó dễ chăng nữa anh cũng mình không còn nha. Yeah. Thì kệ đi, ai làm phải thì gặp phải. Yeah. Ông trời lúc nào cũng có mắt đâu Tư ha, chỉ làm trật đó thì chỉ lãnh hậu quả. Nói chung nha, không có dễ gì. Hồi trưa con mới lên là mấy gần như là nhiều tờ báo đã lên công khai rồi đó cô Tư. Có rồi. Dạ. Sáng Xuân Dũng có cho coi. Dạ dạ. Đâu biết đâu. Sáng bây giờ lên những cái tờ báo chính thống là có đầy đủ hết rồi. Còn cái việc mà cái ngày mà đưa ra xét xử thì cô Tư có biết không cô Tư? Chưa biết. Chưa biết. Chưa biết. Dạ. Bây giờ đang trong quá trình điều tra mà còn điều tra mình dài. Mình biết được. Là cái món này hình như bò hả cô Tư? Bò ăn đi. Dạ dạ. Dạ thôi để cho bên bà ngoại ăn. Ăn đi, ngoại đem qua đó. Dạ. Tụi nó ăn. Ủa? Qua là rồi. Bên ở ngoài quê, ngoài quế đem vô. Ừ. Dạ. Chắc ăn rồi bắt ăn rồi đi. Đem vô cái món quà ở đây. Dạ. Thôi không là thử luôn, nó lạnh không cô Tư? Lạnh mình phải để tủ đá. Dạ. À cái này hình như đặc sản là quế gì ăn cũng ngon á. Quế bò đó. Ăn đi con gái, ăn đây đi mua búp bê nè, nhanh lên. Ở đi. Đã đi mua bê. Không ăn. Cứ phong nhìn gì. Nãy con có thấy ba con đi về chung không? Không biết. Nè, sao phải chú Phong chạy xe, chú Phong chở sao thấy nó nặng quá trời nặng à? Xe nặng quá trời. Biết sao con để xuống không à? Có chú Phong quay qua thấy bánh xe xẹp lép mà. Nè nè, con mới vừa giấy sắc cơ luôn. Chú Phong à, con mới vừa giấy sắc cơ là bổ tay với nè. Mấy con thấy nè, cô Tư nè, nội nè, lo cho mấy tụi con mà ăn uống rồi giặt đồ giữa chén là cô Tư muốn mệt muốn đuối luôn rồi đó. Hồng luôn á. Mấy đứa con phải ngoài à, con có bóc rồi cô Tư. Con lấy cục nào lấy không có mấy bỏ tới bây giờ cứ làm tay nữa. Công nhận cái này ngon thiệt luôn. Đúng đặc sản ngoài quê. Cây là 300 ngàn á. À. Coi đem mấy cái bánh bột lọc mà ở ngoài quê người ta hay gói á. Tép vậy đó. Hôm qua mấy này nó ăn hết rồi. Không mà cô Tư không có nhận chút đỉnh á, mình mốt mình đi thăm cô nữa. Giờ chú chịu á. Chứ để hôm mốt là không có tiền đi thăm cô nữa. Để cái đó coi, tại nói chung rồi sáng bác cũng quyết tâm đưa. Đó rồi cô cũng có lấy để coi người ta có ý thì có đưa nữa hay không thì ai đưa nữa thì lấy thôi. Chứ sáng thì quyết tâm lắm. Thầy ăn đại nha, ăn đại đi rồi chút chú Phong đi mua ấy. Chà, cảm ơn cô Thư. Không có giúp gì được hết trơn lại cứ ăn uống hoài chắc chết luôn. Không giúp, giúp dữ lắm luôn á, không giúp. Không có Phong với
Dũng là thôi á. Dạ. Nói chung nhờ tới lui động viên đồ với quay nhiều anh đó. Em lắm, nhưng mà bây giờ còn có Phong với anh Dũng à. Còn Phong Dũng đó là cận kề nhất luôn á. Dạ. Tới lui với mấy cháu rồi cho nó cũng vui. Lúc này chở đi chơi cũng phải khỏa. Con bé trai thấy vậy mà nó hay khóc quá con. Hay khóc lắm. Nó nhớ bà nó khóc à. Bà. Ghê dễ chú Phong với dễ chú Phong rồi. Đâu? Phong Dũng. Ủa? Gì thấy ghê vậy? Ai dễ vậy? Chú ba dễ. Trời ơi, dễ chú Phong với vợ chú Phong hả? Không, chú Phong hết đó. Rồi. Thôi giờ nãy giờ thì Phong cũng đã chia sẻ những hình ảnh của một cái người cô, đó là cô Tư. Là cô mang ba đứa nhỏ. Thì cô Tư cũng nói là cho dù là hoàn cảnh bất cứ xảy ra như thế nào, hoặc là bên ngoài có muốn nuôi bớt ba đứa nhỏ, thì cô Tư vẫn muốn giữ cho mình là săn sóc. Tại vì cô Tư đã hứa một cái lời hứa đối với chú Triều là một cái người đã phức cũng dán cô mang và nuôi nấng mấy đứa nó thành người của anh chị. Rồi Hồ Phụ Nguyễn chào ba cô bác nha. Hẹn ba cô bác những đồ video tiếp theo nha.